xin chào các bạn, mình là Lan Anh đến từ Việt Nam. Hiện nay mình đang sinh sống tại Peterborough, Ontario, Canada. Mình đã làm online business này được 3 năm và mình rất yêu thích nó. Mình có thể ở nhà chăm sóc 4 con và vẫn có thu nhập rất là nhiều. Điều mình thích nhất đó là sự tự do về thời gian. Hi, my name is Huong. I'm living in North Carolina, USA. I'm an educator and running my own English school for Vietnamese students. I'm also running my global digital business for 15 months. I'm so grateful for this business since I have had $5 monthly income. Furthermore, I have learned so much from the business owner around the world, developed myself and help other people to change their lives. There have been so many benefits and value in this business. Xin chào các bạn, mình là Khương, mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Song song với công việc full time ở một tổ chức giáo dục thì mình có vận hành một doanh nghiệp kỹ thuật số của riêng mình. Mình rất thích công việc này vì nó đem đến cho mình và gia đình một nguồn thu rất là tiềm năng. Ngoài ra nữa thì mình được học hỏi những điều mới lạ mỗi ngày và mình cảm thấy tự tin, vui vẻ hơn mỗi ngày. Đó là những cái điều mà mình cảm thấy thực sự yêu thích về công việc này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bên trong. Hello, Phương xin chào tất cả các bạn. Mình là tên là Phương Nguyễn, hiện tại thì Phương đang sống ở tiểu bang Florida cùng với ông xã và 4 con nhỏ. Trở thành chủ doanh nghiệp online kỹ thuật số toàn cầu để giúp cho Phương có thêm thời gian cho gia đình, chăm sóc con nhỏ mà vẫn có thu nhập để chia sẻ tài chính cùng với ông xã của mình. Đây là con trai nhỏ Henry, 2 tuổi của mình. Con say hello, giỏi. Phương rất là biết ơn mô hình kinh doanh kỹ thuật số này để giúp cho Phương từng bước thực hiện được ước mơ và luôn đồng hành trong quá trình phát triển của con. Hello, xin chào. Mình là Phương Kết. Mình đang sống cùng với gia đình nhỏ của mình ở Berlin, Germany. Mình có 2 cô con gái tuổi teen. Hiện tại thì mình đang quản lý 2 công ty và điều hành một doanh nghiệp kinh doanh kỹ thuật số toàn cầu Global Digital Business của riêng mình. Ước mơ của mình là được tự do về thời gian, tự do về tài chính và tự do về tâm trí. Mô hình kinh doanh kỹ thuật số đã và đang giúp mình thực hiện những ước mơ đó. Nếu bạn cũng như mình, hãy join mình và team của mình nhé. Thank you for watching and I see you inside. Xin chào mọi người, mình xin giới thiệu mình là Trình, hiện đang sống ở Munich, Germany cùng với vợ và 2 cậu con trai. Hiện tại mình đang sở hữu và vận hành một nhà hàng ăn uống có thâm niên hơn 20 năm và mình cũng là một chủ doanh nghiệp kinh doanh kỹ thuật số. Ước mơ của mình là có thật nhiều thời gian và không lo về tài chính khi lúc tuổi già. Và mô hình kinh doanh kỹ thuật số toàn cầu này nó đã và đang làm cho ước mơ mình thành hiện thực. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye. Và mình đến từ Nha Trang, Việt Nam. Mình thật là may mắn được sở hữu một mô hình digital business cho riêng mình. Đây là một mô hình hoàn toàn hợp pháp. Chính vì hợp pháp cho nên đòi hỏi bạn phải làm việc thật sự nghiêm túc. Nó có hệ thống chạy tự động 24/7 phía sau, giúp bạn có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, giúp bạn có kiếm thêm nguồn thu nhập, giúp các con học được tốt hơn, hỗ trợ 42 bên. Hy vọng mình được gặp bạn ở bên trong. Bye bye. Mình là Trang, mình hiện đang sống tại Trung Quốc. Mình lựa chọn kinh doanh kỹ thuật số vì đây là một mô hình kinh doanh vô cùng tự do về thời gian và không gian. Mình không những có thể làm khi ở Trung Quốc mà có thể bỏ túi mang về Việt Nam để làm. Mình có thể làm tới già mà không sợ phụ thuộc vào tuổi tác. Đồng thời nó mang lại một nguồn thu nhập thụ động mà mình và nhiều người khác đều mong ước. Nguồn thu nhập thụ động này, mình ngoài mình được hưởng ra còn có thể để lại cho con cái sau này. Ngoài ra đây là một mô hình kinh doanh mà ai cũng có thể làm được, cho dù bạn không hề có kinh nghiệm nào về kinh doanh. Vì có một hệ thống đào tạo luôn được cập nhật để bạn có thể học cả đời. Và có cả một cộng đồng gần 200.000 người, trong đó có mình, sẽ luôn sát cánh cùng với bạn để hỗ trợ bạn. Mình đã làm được và bạn chắc chắn cũng sẽ làm được. Chào các bạn, mình là Thiết, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cùng với gia đình nhỏ của mình. Thiết đang là mẹ của 2 bé đang học tiểu học và là chủ doanh nghiệp kinh doanh kỹ thuật số toàn cầu.
mình đến với mô hình kinh doanh này với khao khát được tự do về phong cách sống, về thời gian, về không gian và tự do về tài chính, vì mình nhận thấy mô hình kinh doanh này sẽ mang lại cho mình nguồn thu nhập rất là tiềm năng. Nếu như mà bạn là người khao khát được tự do như mình thì hãy vào đội của mình nhé. Mình đang đợi bạn ở bên trong đấy. Bye bye. Xin chào mọi người, mình là Kay Lê. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Texas, USA. Mình sang Mỹ và làm nail đã gần 20 năm. Hiện tại mình đang vận hành hệ thống kinh doanh online. Và mình rất thích công việc này vì mình có thể kiếm nguồn thu nhập không giới hạn và được học hỏi rất nhiều điều mới từ mọi người khắp nơi trên thế giới. Và trong hệ thống kinh doanh này, điều mình thích nhất là được tự chủ về thời gian, có thời gian cho gia đình và bản thân, và một điều mình muốn thực hiện là được du lịch khắp nơi trên thế giới. Hello mọi người, mình là Xuân Ánh, mình đến từ Quy Nhơn của Việt Nam. Mình đã biết business này qua bay của một chị bạn, và mình đã tìm hiểu và mình đã quyết định chọn mà mình không lăn tăn gì. Mình đã ao ước là mình có thời gian cho con, có thời gian cho gia đình và có thời gian làm tất cả những việc gì mà mình thích. Khi biết đến biết này á, thì mình thấy thực sự rất là vui. Mình có thể làm tất cả mọi thứ trong một ngày và có rất là nhiều dụng cụ hỗ trợ. Và tất cả những anh chị em cũng đã hỗ trợ anh trong công việc này. Mà ở biết này á, là anh tìm thấy được ba thứ mà anh rất là thích. Đó là tự do về thời gian, tự do về tâm trí. Và công việc này thì không phải mời mọc và chèo kéo ai. Xin chào, mình tên Ngọc. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia. Mình đang làm một công việc full time cho một công ty đa quốc gia. Cũng như mình đang sở hữu một mô hình kinh doanh kỹ thuật số cho bản thân mình. Vì mình tin tưởng rằng trong 2 năm tới, mô hình kinh doanh kỹ thuật số này sẽ giúp mình thỏa mãn đam mê, được du lịch nhiều nơi trên thế giới, cũng như mình có thể lan tỏa tiếng Anh đến với nhiều người hơn nữa. Còn bạn, bạn đã thực hiện ước mơ của mình như thế nào? Mình rất mong muốn được đồng hành cùng các bạn trong mô hình kinh doanh kỹ thuật số này. Hope to see you here soon! Xin chào mọi người, mình là Ca đến từ Việt Nam. Hiện tại mình đang quản lý một công ty về lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội. Trước đây mình luôn gặp các vấn đề về thời gian vì rất bận rộn, bị cuốn vào quá nhiều kế hoạch, nhiều dự án. Bởi vậy mình luôn mong muốn có được tự do về thời gian, không gian và tài chính để ở bên gia đình mình nhiều hơn. Mình cũng mong muốn được học hỏi thêm những cái kiến thức mới ngoài lĩnh vực của mình từ rất nhiều người trên khắp thế giới. Mô hình kinh doanh kỹ thuật số đã giúp mình hiện thực được những ước mơ này và mang đến cho mình những cái trải nghiệm mới rất là thú vị. Nếu các bạn có cùng những cái vấn đề và ước mơ như mình thì hãy soi tim mình nhé. Thank you for watching and see you. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trang, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc cùng với gia đình của mình ở tại Đức. Mình đã làm online business này được một thời gian. Mình rất là thích công việc này và mình được ở nhà chăm sóc hai con của mình. Điều mình ao ước lớn nhất là mình được tự do về thời gian, được làm việc ở bất cứ nơi đâu. Bye bye. Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Duyên Nguyễn. Mình đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Dallas, Texas, USA. Công việc của Duyên là một thợ nail. Và song song đó, Duyên có làm thêm một mô hình kinh doanh này để có thêm thời gian bên gia đình, chăm sóc cho bản thân và có thể đi một số nước trên thế giới mà hệ thống này có thể vận hành. Hi, chào các bạn yêu quý. Mình xin tự giới thiệu, mình là Kim Hương, tên tiếng Anh là Kimmy John. Mình là giảng viên đại học ở Hà Nội được 27 năm. Hiện nay thì mình đang định cư ở bang Washington State cùng chồng và con gái. Mình vào cái business này cũng vì một lý do là mình thích là một cái người mà tự do về không gian, thời gian và tài chính. Mình có thể đi bất cứ nơi đâu mình cũng có thể làm được. Và mình thích nhất là một cái công việc mà nó có thể mang lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng. Mình có thể giúp được nhiều người xung quanh mình thay đổi chất lượng cuộc sống. Và mình muốn trao giá trị đó cho rất là nhiều người sống ở Việt Nam hay là bất cứ nơi nào trên thế giới có một cái khát khao và mong muốn thay đổi cuộc đời. Hãy join cùng bọn mình thì mọi người sẽ thấy cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi trong 1-2 năm thôi. Mình mong muốn được giúp rất nhiều các bạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có được cơ hội kinh doanh giống như bọn mình, làm chủ một cái business online toàn cầu của chính mình.
Hẹn gặp các bạn ở bên trong. Bye now.